Vâng, cảm ơn anh. Phải nói cái này là Adele của Việt Nam. Adele của Việt Nam. Yeah. Dạ. Vâng, thằng clip là thật hot trên YouTube. Dạ. Anh coi. Bạn clip là hot trên YouTube. Rất là thích cái bạn phát âm, nhất là cái chữ gì beat beat gì đó. Oh, có phải không ạ? À? Bạn đi đó có phải không ạ? Rất chi là beat. Anh trai rồi.